Cũng trong ngày hôm qua tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng chủ trì buổi tiếp và làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng về việc xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Dự buổi làm việc về phía thành phố Đà Nẵng có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Trinh cùng dự có lãnh đạo một số sở ban ngành liên quan. Phát biểu mở đầu buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa cho rằng, để đáp ứng mục tiêu đẩy mạnh xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng, theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 43 ngày 24 tháng 1 năm 2019 về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, cùng các chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, với mục tiêu xây dựng đà nẵng trở thành trung tâm động lực phát triển kinh tế xã hội khu vực miền trung tây nguyên bên cạnh nỗ lực của đảng bộ chính quyền địa phương đà nẵng cũng rất cần sự quan tâm hỗ trợ của các bộ ngành trung ương nhất là cách tiếp cận các dự án cũng như đầu tư có trọng tâm trọng điểm của bộ kế hoạch đầu tư để đà nẵng phát triển đúng tầm cũng như khai thác được tiềm năng sẵn có từ đó giúp đà nẵng đảm bảo việc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ được giao đảm bảo sự phát triển bền vững đồng thời đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển chung của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và cả nước. Trên tinh thần đó, thành phố Đà Nẵng đề xuất Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm hỗ trợ Đà Nẵng thực hiện kế hoạch đầu tư công trong năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 với tổng kinh phí hơn 48.000 tỷ đồng cho 41 dự án. Trong đó, thành phố Đà Nẵng cũng đề xuất kiến nghị với Bộ Kế hoạch Đầu tư quan tâm tạo điều kiện để sớm triển khai một số dự án trọng điểm như dự án khu công nghệ cao Đà Nẵng với tổng mức đầu tư hơn 8.800 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương hơn 3.100 tỷ đồng, tổng số vốn đã bố trí đến nay gần 1.600 tỷ đồng. Đà Nẵng kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm hỗ trợ thành phố triển khai dự án và tiếp tục bố trí vốn ngân sách trung ương trong kế hoạch vốn trung hạn 2021-2025, số vốn còn lại để thi công hoàn thiện dự án. Dự án đầu tư xây dựng bến cảng liên chiểu giai đoạn 1. Đây là dự án có tính chất kết nối liên vùng và khu vực Đông Nam Á, thúc đẩy phát triển thông thương hàng hóa của tuyến hành lang kinh tế Đông Tây. Cảng liên chiểu sẽ là cảng trung chuyển khu vực Đông Nam Á trong tương lai. Dự án xây dựng khu đô thị Đại học Đà Nẵng, Làng Đại học vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 1060 ngày 21 tháng 7 năm 2020 về duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết cho Đại học Đà Nẵng tại Hòa Quý, Điện Ngọc với tổng mức đầu tư hơn 3.564 tỷ đồng, trong đó vốn ODA 2.350 tỷ đồng. Trước tiên, ưu tiên nguồn vốn để triển khai giải phóng mặt bằng về đề án xây dựng thành phố đà nẵng trở thành trung tâm tài chính quy mô khu vực theo kết luận của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc tại hội nghị với lãnh đạo các tỉnh thành phố vùng kinh tế trọng điểm miền trung và vùng tây nguyên thành phố đà nẵng đề nghị bộ kế hoạch và đầu tư quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện đề xuất cấp thẩm quyền xem xét quyết định chủ trương xây dựng thành phố đà nẵng trở thành trung tâm tài chính quy mô khu vực như mô hình trung tâm tài chính singapore trên cơ sở chủ trương phê duyệt, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng sẽ tích cực phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chủ trì xây dựng đề án trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt. Thành phố cũng đề nghị Bộ Quan tâm tạo điều kiện để xúc tiến dự án casino, khu vui chơi giải trí có thưởng tại quần thể khu du lịch sinh thái Bà Nà Suối Mơ, khu du lịch Bà Nà Hills. Dịp này, Đà Nẵng cũng đề nghị Bộ Kế hoạch Đầu tư quan tâm giải ngân dự án nút giao thông khác mức tại nút giao thông ngã ba Huế thành phố Đà Nẵng. Kết luận buổi làm việc Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng ghi nhận những kiến nghị đề xuất của thành phố Đà Nẵng và cho rằng những định hướng phát triển kinh tế cùng các dự án mà Đà Nẵng đang triển khai là cần thiết cho sự phát triển của thành phố trong giai đoạn hiện nay. Trong đó, Bộ trưởng nhấn mạnh quan điểm của Bộ Kế hoạch Đầu tư là đặc biệt quan tâm và tạo điều kiện những dự án mang tính động lực cho sự phát triển của vùng, của khu vực, nhất là những địa phương có vị trí chiến lược như Đà Nẵng thì chúng tôi sẽ lựa chọn mỗi một địa phương một dự án. Nhưng phải là dự án động lực nhất, dự án quan trọng nhất. Và từ dự án đấy có thể đạt được rất nhiều mục tiêu của địa phương trong dài hạn. Đấy. Tức đó ví dụ như đây ví dụ như chúng ta đang đề nghị cảng đến chiều tôi chúng tôi đồng ý ngay mà tôi đã nói từ từ ngày xưa nếu mà chúng ta rời tiên xa ra là đúng bỏ lấy thành cảng du lịch chuyển sang nơi này thành liên chiều thành cảng hàng hóa để mà làm, mà làm quy mô lớn hơn cho cả vùng. Thì đó, cũng hoàn toàn đủ. Đấy là dự án quan trọng, đấy là dự án động lực mà không phải của Đà Nẵng mà phải cho cả vùng. Thì cả đấy chúng tôi hoàn toàn ủng hộ theo cái hướng đó. Bên cạnh <laughs> phân tích và định hướng cho những dự án quan trọng mà thành phố kiến nghị quan tâm hỗ trợ xúc tiến để kịp xu thế phát triển hiện nay, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng đánh giá cao ý nghĩa của dự án xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính quy mô khu vực. Nếu xây dựng thành công dự án này, thành phố Đà Nẵng sẽ có nền kinh tế phát triển bền vững và có sức lan tỏa trong khu vực. Tuy nhiên, để thực hiện được dự án này, Đà Nẵng cần có những bước chuẩn bị thận trọng và chu đáo. Chắc chắn là Bộ Khoa Tổ tư thì không thể nào mà đứng lên lập cái dự án cho ông chí được. Cái này là phải thuê tư vấn, tư vấn. Mà tư vấn này phải tư vấn có nghề, tư vấn phải đã làm các, đã dựng các cái trung tâm tài chính trên thế giới này rồi ấy nó phải nghề nó okay. vì tư vấn mới biết các nhà tài chính cần cái gì cái cuộc chơi này là cuộc chơi của người ta thế nên là tư vấn nó mới biết là cái người ta đấy là người ta cần cái gì ăn món gì và cần điều kiện gì người ta mới xây dựng cái, cái thể chế và cái đề án cho mình rồi mình mới nghiên cứu cái nào chấp nhận cái nào không chấp nhận cái nào cho ở mức độ nào rồi mình phải báo cáo cấp thẩm quyền cho phép rồi bắt đầu mới thể chế hóa bằng luật pháp. Đấy, cái bước đi của nó là, là, là phải như vậy. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng, Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị, trong đó Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết về xây dựng chính quyền đô thị và một số cơ chế đặc thù cho Đà Nẵng, cùng với dự án điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đây là những điều kiện thuận lợi để các bộ ngành trung ương trong đó có bộ kế hoạch đầu tư phối hợp hỗ trợ đà nẵng thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương bộ kế hoạch và đầu tư sẽ tiếp tục quan tâm đồng hành cùng đà nẵng để xây dựng thành phố ngày càng phát triển bền vững